Và vấn đề tài chính là vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh quan tâm khi chuẩn bị cho việc đi du học. Chị có thể chia sẻ về học phí tại trường OSAC ạ? Mức học phí tại trường đó là 6.000 đô la Singapore và 250 đô la phí sách vở. Và tiếp theo, nếu mà các bạn thích về ngành ẩm thực thì các bạn có thể chọn là về ngành cao đẳng nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực, thì các bạn sẽ có là 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và cái mức học phí trường đưa ra cho sinh viên khi mà chọn cái chuyên ngành này đó là 6.500 đô la Singapore và cái phí sách vở thì sẽ là 500 đô la. Đó là dành cho các bạn chương trình lớp 10. Còn nếu mà các bạn chương trình lớp 12 tại Việt Nam thì các bạn có thể vào thẳng cái chương trình cao đẳng của trường OSAC. Thì cái chương trình cao đẳng nâng cao về ngành quản lý du lịch khách sạn thì thời gian học là 12 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Thì cái mức học phí của cái chương trình này là 8.000 đô la Singapore và cái phí sách vở sẽ cao hơn, đó là 700 đô la Singapore cho phí sách vở. Và nếu các bạn thích cái chuyên ngành một là cao đẳng du lịch hay là cái ngành khách sạn thì các bạn sẽ có 8 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương tại Singapore. Thì cái mức học phí này sẽ thấp hơn, chỉ có 6.200 đô la Singapore mà thôi. Và cái phí sách vở sẽ là 500 đô la Singapore. Và thêm đặc biệt ở cái chương trình này thì các bạn phải mất thêm 200 đô la Singapore cho cái thẻ sinh viên. Về cái cao đẳng nâng cao của ngành quản lý khách sạn thì các bạn sẽ có 9 tháng lý thuyết, 6 tháng thực tập hưởng lương. Và cái mức học phí là 6.800 đô la Singapore, 500 đô la phí sách vở và 200 đô la là thẻ sinh viên đó Trúc Giang.